Hai Lúa đã quay trở lại rồi đây. Tiếp theo series về trở thành ITBA thì trong video clip này mình sẽ bắt đầu vào cái việc là phân tích nghiệp vụ, phân tích yêu cầu. Trong tập này chúng ta sẽ nói về phân tích yêu cầu chức năng, functional requirement. Như các video clip trước, đầu tiên là một cái tip. Cái tip của ngày hôm nay là làm việc gì cũng cần làm theo phương pháp. Ở đây chúng ta sẽ thấy là làm việc gì chúng ta cũng sẽ có phương pháp để mà chúng ta có thể dễ dàng, dù là người mới hay là người có kinh nghiệm. Chúng ta không làm theo cảm tính, chúng ta không làm theo kinh nghiệm. Quay lại, ở bài trước như mình nói, các bạn sẽ cần chuẩn bị trước khi các bạn gặp khách hàng. Rồi trong quá trình gặp khách hàng các bạn sẽ thu thập thông tin, thu thập những cái yêu cầu từ phía khách hàng mà chúng ta mang về. Cái việc đầu tiên khi mà các bạn mang những cái thông tin đó về đó là các bạn phải phân loại thông tin. Thông tin thật sự khách hàng cho các bạn rất nhiều, rất là nhiều thứ. Thì một trong những cách phân loại đó là mô hình FUPS. Mô hình FUPS được viết tắt từ 5 từ: Functional, Usability, Reliability, Performance và Supportability. Functional là gì? Những cái mong muốn của khách hàng về những chức năng, những tính năng, tức là cái sản phẩm cần phải làm cái chuyện gì. Usability, chúng ta sẽ nói về những yếu tố con người, những yếu tố về mặt thẩm mỹ, UI/UX, những cái sự nhất quán về mặt câu chữ, về mặt trình bày, về mặt giao diện. Reliability, cái sự tin cậy. Chúng ta sẽ nói về những cái tính khả dụng, ví dụ hệ thống nó phải đảm bảo được chạy 24/24 nè. Về những cái tần suất lỗi, những cái nguy cơ lỗi có thể xảy ra nó phải thấp. Thứ tư là về performance. Performance sẽ nói về cái tốc độ xử lý, là cái khả năng đáp ứng của hệ thống. Ví dụ khả năng đáp ứng chúng ta hay gọi là CCU, là những cái concurrent user, là cái cùng một lúc chúng ta có thể đáp ứng được cái nhu cầu của bao nhiêu user một lúc. Ví dụ một lúc chúng ta có thể đáp ứng được 1000 user. Hoặc là cái khả năng mở rộng, scalability. Các bạn thấy là những khả năng mở rộng chúng ta nói về cloud. Chúng ta có thể nâng cấp về mặt dung lượng hoặc là giảm cái dung lượng theo cái nhu cầu. Cuối cùng là cái supportability, là những cái liên quan tới hỗ trợ, ví dụ như là phục vụ, bảo trì, cài đặt, rồi update vân vân. Thì ở đây các bạn thấy những cái yếu tố về mặt số 2, số 3, số 4, số 5 gần như là non-functional requirement, những cái yêu cầu phi chức năng. Còn cái số 1 chúng ta sẽ có những yêu cầu về mặt chức năng. Thì trong video clip này chúng ta sẽ focus vào, chúng ta sẽ tập trung vào cái vấn đề là tập phân tích về những yêu cầu về mặt chức năng, functional requirement. Chúng ta sẽ có một cái video clip khác liên quan tới những yêu cầu phi chức năng, non-functional requirement. Yêu cầu chức năng là gì? Functional requirement là nói tới các cái mong muốn của khách hàng hoặc là những cái bên liên quan, những cái stakeholder mà sản phẩm hay là hệ thống hay là cái gì đó cũng được, phải có, phải thực hiện được. Ví dụ như các bạn thấy làm app ngân hàng thì cái phần thì phải có của nó là để coi số dư, để thanh toán. Làm ví điện tử để thanh toán. Làm app về chụp hình thì nó phải chụp hình được. Thì cái yêu cầu về mặt chức năng, functional requirement là những cái mà người dùng, là khách hàng người ta mong muốn cái sản phẩm làm gì. Thì chúng ta phân biệt giữa hai khái niệm. Một là functional requirement, hai là khái niệm về function và feature. Function mình tạm dịch là chức năng, feature mình tạm dịch là tính năng. Thì chúng ta sẽ dễ bị nhập nhằng giữa hai cái này. Rất là đơn giản các bạn. Hai cái này, một cái functional requirement, những yêu cầu về chức năng, chúng ta đang phân tích nghiệp vụ, chúng ta đang nói về business. Function feature chúng ta đã ở giai đoạn system analysis rồi, chúng ta đang phân tích hệ thống rồi. Thì ở đây khi mà chúng ta mới mang thông tin về thì cái việc của chúng ta, việc phân tích hệ thống chưa tới giai đoạn đó. Trên phần mềm, trên sản phẩm, trên cái gì đó nó có chức năng, tính năng gì chưa quan tâm. Chúng ta chỉ quan tâm tới functional requirement, tức là khách hàng người ta mong muốn cái gì ở cái sản phẩm của chúng ta. Mình luôn nhắc lại cái chỗ này, chúng ta phải phân biệt giữa business và system. Nếu không là các bạn sẽ rất khó khi mà các bạn làm việc, khi mà các bạn phân tích. Các cái bước xử lý yêu cầu về chức năng bao gồm: đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng công cụ user story. User story, user là người dùng, story là câu chuyện người dùng, để mà chúng ta có thể phân tích, chúng ta đưa ra được những cái yêu cầu chức năng. Bước thứ hai, chúng ta sẽ phân tích business process, quy trình nghiệp vụ, để mà chúng ta thấy được là ứng với mỗi user story hoặc là kết hợp nhiều user story, chúng ta sẽ có một cái quy trình gì và chúng ta cần phải thực hiện những cái quy trình nghiệp vụ nào trên cái sản phẩm của chúng ta. Và cái cuối cùng chúng ta phải phân tích logic để mà đảm bảo được những cái nghiệp vụ, những cái quy trình, những cái mong muốn của chúng ta nó có hợp lý hay không, nó có logic hay không. Thì trong video clip này chúng ta sẽ tập trung vào cái user story. Các cái hạng mục còn lại chúng ta sẽ xem ở các video clip sau. User story là gì? User story là một công cụ được phát triển trong Agile. Thì user story là một công cụ được sử dụng để mà chúng ta có thể mô tả được là ở góc độ người dùng cuối người ta sẽ mong muốn cái điều gì ở cái sản phẩm phần mềm. User story nó đại diện cho nhu cầu của khách hàng, của người dùng, cũng như nó thể hiện những cái pain point, những cái điểm đau của khách hàng. Thật sự user story á, nó sử dụng khá là rộng rãi chứ không còn gói gọn trong cái lĩnh vực phát triển phần mềm đâu. Tại vì bất kỳ một cái vấn đề nào, bất kỳ một cái sản phẩm nào trên thị trường nó đều có user story cả. Một cái chữ gọn về user story đó là tôi muốn cái gì. Ví dụ, đầu tiên các bạn thấy là chúng ta có cái lon nước ngọt. Mình nhấn mạnh là cái lon nước ngọt nhé. Thì user story đó là cái gì? Như mình nói đó là những cái mong muốn của người dùng, của khách hàng, mong muốn là cái sản phẩm nó cần phải làm cái chuyện gì, đúng không ạ? Thì cái lon nước ngọt, cái user story là cái gì? Lại uống nước. Sai rồi các bạn. Chúng ta nói là lon nước ngọt chứ chúng ta không nói là nước ngọt. Cho nên khi mà các bạn thấy là các bạn xác định user story, chúng ta phải xác định rất rõ đối tượng. Rất rõ đối tượng mà chúng ta hỏi, chứ các bạn đừng theo thói quen. Đây là một trong những cái tip mà mình muốn nói cho các bạn, rất là cẩn thận khi các bạn làm user story. Quay lại chúng ta nói lon nước ngọt, chúng ta có user story gì? Ví dụ tôi muốn đựng nước ngọt, tôi muốn làm đồ chơi, làm thủ công mỹ nghệ từ lon nước ngọt, tôi muốn chơi ma lon với lon nước ngọt, tôi muốn nấu mì gói bằng lon nước ngọt, cũng được vậy. Thì các bạn thấy tất cả những cái đó là những cái mong muốn, những cái user story đối với lon nước ngọt. Quay lại, ví dụ như là sản phẩm phần mềm đi, chúng ta có Microsoft Word. Thì user story đối với Microsoft Word là gì? Tôi muốn soạn thảo văn bản, tôi muốn định dạng văn bản, tôi muốn in văn bản, vân 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 vân. Thì các bạn thấy nói tới user story thật ra rất là dễ. Nó không hề là một công cụ khó, mà chẳng qua là chúng ta cần phải xác định rõ tất cả những cái mong muốn mà người dùng cần, kỳ vọng ở cái sản phẩm mà thôi. Các cái bước chúng ta làm user story. Bước đầu tiên là chúng ta phải xác định các cái stakeholder trực tiếp, cũng như là nói một cách dễ hiểu là các cái người dùng, các cái user. Ví dụ như là user của một cái lon nước ngọt là có thể là người lớn, người già, người trẻ, người nhỏ. User của cái ví điện tử là người thích mua sắm, ví dụ như vậy. Rồi xác định chân dung người dùng, customer persona. Xác định chân dung người dùng là sao? Chân dung người dùng là một cái khái niệm khá là mới mẻ, đúng không ạ? Nhông, chân dung người dùng thật ra rất là dễ hiểu. Ví dụ như là đối tượng người dùng là những người trên 20 tuổi. Thì cái việc trên 20 tuổi đó, đó là chân dung người dùng. Đối tượng của người dùng là người già. Thì người già nó chính là chân dung người dùng. Thì ở đây nó cũng khá là liên quan tới vấn đề là chúng ta liên quan tới quản trị kinh doanh, liên quan tới xác định là khách hàng mục tiêu, thị trường mục tiêu. Thì bản chất cũng là như vậy thôi, chúng ta phải xác định rõ cái đối tượng user, đối tượng người dùng nào sẽ sử dụng. Thì chúng ta sẽ kết hợp với cái việc xác định stakeholder, đưa ra các cái customer journey, những cái hành trình người dùng khác nhau. Tại vì mỗi cái người dùng, người ta sẽ có những cái hành trình, những cái sử dụng khác nhau trên cái sản phẩm. Cũng như cái hành trình ở đây là cái gì? Cái hành trình ở đây bao gồm cả những hành trình có thể trên sản phẩm và những hành trình mà người ta sử dụng sản phẩm trong cái thực tế làm việc nữa, trong cái thực tế của đời sống nữa. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xác định nhu cầu của người dùng dựa trên những cái hành trình đó, xác định những cái mong muốn, những cái pain point, nhu cầu về sử dụng sản phẩm trên cái hành trình đó, và bao gồm các việc xác định các hoạt động, các hành vi thao tác của người dùng trên cái hành trình. Thì nó nghe khá là khó hiểu, đúng không ạ? Chúng ta cùng làm một cái ví dụ thực hành để mà chúng ta coi là để xác định user story chúng ta cần phải làm cái chuyện gì. Thì mình lấy một cái ví dụ là chúng ta đang nói về ví điện tử, một cái sản phẩm khá là thông dụng trên thị trường hiện nay. Chúng ta cùng làm theo những cái bước mà chúng ta đã nói ở cái slide trước. Đầu tiên là xác định các cái stakeholder, là mình nói xác định một cái là người dùng ví. Bây giờ chân dung của một người dùng ví điện tử là cái gì? Một người thích mua sắm, một người thích đến trung tâm thương mại, một người thích mua trà sữa, một người trẻ, một cái giới trẻ thích sử dụng công nghệ. Thì bây giờ hành trình người dùng, thật ra có rất nhiều hành trình người dùng. Ví dụ hành trình đi phố đi bộ, hành trình đi đường hoa ngày Tết. Nhưng mà mình sẽ dùng một cái hành trình khá là thông dụng, đó là chúng ta đi tới trung tâm thương mại. Thì bây giờ làm hành trình người dùng thì như thế nào? Chúng ta sẽ thấy là từ nhà tới trung tâm thương mại chúng ta sẽ có các cái hành trình sau. Đầu tiên là chúng ta phải thay đồ, mặc đồ, rồi lên đôi khi lên ví điện tử để mà coi có tin tức, có khuyến mãi, có discount, có sale off gì hay không. Sau đó chúng ta sẽ đi di chuyển tới và chúng ta sẽ sử dụng xe cá nhân hoặc là sử dụng phương tiện công cộng hoặc là dùng Grab. Khi mà tới trung tâm thương mại rồi thì chúng ta sẽ có các cái hoạt động ví dụ như là gửi xe. Rồi chúng ta sẽ đi lên các cái tầng của trung tâm thương mại coi có khuyến mãi gì hay không, có khuyến shopping gì hay không. Thì khi mà có nhu cầu shopping thì sau khi chọn hàng xong rồi thì chúng ta sẽ yêu cầu thanh toán qua ví. Và lúc đó sẽ rút cái điện thoại ra và bấm quét mã ví rồi thanh toán. Sau khi mua sắm rồi thì chúng ta sẽ có các cái hoạt động ví dụ như là ăn uống, xem phim, và những hoạt động đó cũng cần những cái công việc thanh toán. Và cuối cùng là khi mà xong ăn uống, xem phim xong rồi thì sẽ đi về. Thì đi về cũng cần phải bắt xe hoặc là thanh toán tiền gửi xe. Rồi sau đó đi về nhà, rồi sau đó đôi khi sẽ có những công cụ liên quan tới việc là có những cái nhu cầu liên quan tới việc là chúng ta coi lại cái chi tiêu của mình, cái sử dụng thông tin của mình. Thì các bạn thấy từ những cái đó chúng ta sẽ xác định rõ những cái nhu cầu. Ví dụ tôi muốn tìm kiếm thông tin, tôi muốn thanh toán tiền gửi xe, tôi muốn thanh toán tiền mua hàng, tôi muốn thanh toán tiền ăn uống, tôi muốn mua vé xem phim, tôi muốn tính toán chi tiêu một ngày của tôi. Thì các bạn thấy nó sinh ra rất là nhiều cái tôi muốn. Và từ những cái tôi muốn đó, nó sẽ cho các bạn cái user story. Thì cái cấu trúc của user story, chúng ta sẽ có cái tôi muốn là một user. Tôi muốn thanh toán để mà tôi có thể mua được hàng. Và tôi biết cái chuyện là tôi thanh toán đã xong khi mà tôi đã có thanh toán thành công. Thì các bạn thấy một cái user story nó sẽ có các cái giai đoạn. Đây cũng là một cái nội dung của một cái user story chuẩn. As a role là một cái vai trò gì đó. Ví dụ vai trò là người dùng, vai trò là admin, vai trò là người quản trị, ví dụ như vậy. I want, tôi muốn. Cái tôi muốn luôn là cốt lõi của user story. So that, ví dụ tôi muốn thanh toán so that tôi có thể mua đồ. Có một khái niệm nữa, nó là acceptance criteria. Tức là cái kết thúc nó như thế nào? Nó kết thúc khi mà tôi đã thanh toán thành công. Thì thực ra ở đây các bạn thấy là thực sự đó là một cái template chuẩn thôi. Nhưng cái đó không quan trọng. Cái quan trọng là những cái nội dung mà mình đã nói sau đây. Một user story chuẩn, một user story tốt, nó không phải phụ thuộc vào việc template các bạn trình bày đúng hay không, đầy đủ hay không. Thật sự bản thân mình trong quá trình mình làm, thật sự mình cũng chỉ là một admin, là một người dùng, là một quản trị viên. Tôi muốn cái gì đó là hết rồi. Không quan trọng và phải đi trọn vẹn một cái template. Cái quan trọng là những cái này. Đầu tiên, các bạn hiểu user story là một cái phân tích tổng quan. Nếu như các bạn phải rất là phân biệt rõ user story mà các bạn làm chi tiết là các bạn chắc chắn sai. User story các bạn phải làm phân tích tổng quan. Nó thể hiện được cái nhu cầu mong muốn của người dùng. Nó mô tả được cái mong muốn của người dùng về mặt nghiệp vụ nha các bạn, chứ không phải là mặt hệ thống nha. Ví dụ tôi muốn chức năng A, chức năng B, công cụ A, công cụ B trên app, trên web là sai. Cái này nó chỉ mong muốn về mặt nghiệp vụ, về mặt đời sống thật thôi. Chúng ta như hồi nãy mình đã nói là ở đây chúng ta đang phân tích nghiệp vụ chứ chúng ta không phân tích hệ thống. Cho nên việc mà các bạn sử dụng là tôi muốn chức năng A, chức năng B, là tôi muốn xử lý gì đó vân vân, không. Chúng ta không làm những cái chuyện đó. Chúng ta mong muốn nghiệp vụ về mặt business. Chúng ta mong muốn những cái yêu cầu về mặt business. Có thể là các bạn những yêu cầu mang tính là tôi muốn ứng dụng công nghệ AI, ok, cái đó vẫn được tại vì cái đó bản chất là business. Nhưng tôi muốn là chức năng, tính năng, cấu trúc nó như thế nào, giao diện nó ra sao, không. Cái đó là ở giai đoạn về mặt phân tích system, mình chưa nói ở đây. Và một cái cuối cùng rất là quan trọng là đừng bị nhầm lẫn với các activity, những cái hành động, những cái nhiệm vụ, những cái task. Rất là quan trọng cái chỗ này. Thường thì các bạn sẽ là tôi muốn, ví dụ đôi khi các bạn sẽ bị một cái nhầm lẫn là ví dụ tôi muốn nhập liệu thông tin khách hàng, tôi muốn quét QR code ví dụ như vậy. Những cái đó là những cái hành động, những cái task mà thôi, những cái nhiệm vụ phải làm thôi. Chứ nó không phải là user story. Tất cả những cái ví dụ bạn chuyển tiền ngân hàng đi ví dụ như vậy. Bạn thấy là để mà chuyển tiền ngân hàng chúng ta phải chọn ngân hàng, chúng ta phải nhập liệu số tiền, chúng ta phải xác thực vân vân. Thì cái việc là các bạn thấy tôi muốn chọn ngân hàng, tôi muốn nhập thông tin tài khoản, tôi muốn nhập số tiền, tôi muốn xác thực, tất cả những cái đó đều không phải user story. Tất cả những cái đó đều là những cái task, đều là những cái activity con thôi, những cái hoạt động nhỏ lẻ thôi. Tất cả những cái đó đều gộp lại thành một user story là tôi muốn chuyển tiền mà thôi. Rất là lưu ý chỗ này, các bạn phải đứng ở góc độ rất là general, rất là tổng quan. Sắp xếp user story thì tất cả mọi thứ khi mà các bạn xử lý công việc, các bạn đều phải có sự sắp xếp, phân loại, phân nhóm. Thì các bạn có thể dùng user story map. User story map để mà chúng ta có thể xử lý phân loại là một user nào đó, chúng ta sẽ thực hiện những cái user story nào đó, phân loại rõ ràng ra từng nhóm, từng chức năng để mà chúng ta có thể dễ dàng xử lý. Cái nguyên lý của user story map á, nó rất là đơn giản thôi. Bản chất nó cũng chỉ là một cái sự phân loại, phân nhóm. Chúng ta sẽ có các cái user story chính, và trong những user story chính đó nó có những user story phụ. User story map nó rất là đơn giản, chẳng qua là chúng ta sắp xếp phân loại lại cho nó dễ nhìn, cho nó dễ xử lý thôi. Một cái mẹo cho các bạn làm user story, đó là cái việc đầu tiên các bạn sẽ thấy là làm sao để mà phân biệt được, làm sao để mà biết cái nào là tổng quan, cái nào là không. Thì cái việc đầu tiên các bạn cứ list ra hết đi. Các bạn thấy có nhu cầu gì từ phía người dùng, có bao nhiêu loại người dùng, có những cái nhu cầu gì, các bạn cứ list ra hết đi. Tất cả các cái nhu cầu, tất cả các hoạt động, các activity, cứ list ra hết đi đã. Tiếp theo, bạn hãy nhóm lại. Bạn hãy tìm những điểm chung của những cái user story đó, chúng ta nhóm lại, chúng ta group lại. Các cái user story thì các bạn cũng phải phân loại, các bạn sắp xếp lại cái nào chính, cái nào phụ để mà chúng ta dễ dàng nhìn, chúng ta dễ dàng xử lý. Và quan trọng nhất, các bạn nhớ nha, luôn phải đứng ở góc độ tổng quan, nhìn được cái chung thì các bạn mới ra được cái user story. Thì thật sự cái user story này nó không có khó, tại vì nó chỉ là chúng ta xác định rõ tất cả các nhu cầu để mà chúng ta có thể làm cái sản phẩm mà thôi. Và cái user story này tại sao nó hiệu quả? Cái user story này nó hiệu quả là vì nó có thể giúp cho chúng ta định hình được các cái sản phẩm, các cái mong muốn của chúng ta rất là dễ dàng. Ngoài ra, có một điểm rất là quan trọng tại sao chúng ta phải làm tốt cái user story này, đó là chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta đặt thứ tự ưu tiên về phát triển phần mềm. Khi mà các bạn làm những cái mô hình quản trị dự án, ví dụ như Scrum, thì các bạn có thể sử dụng hai cách. Một là các bạn dùng theo kiểu là list ra các cái chức năng, tính năng của hệ thống rồi phân loại thứ tự ưu tiên dựa trên đó. Tuy nhiên, kiểu như vậy các bạn sẽ không hoàn chỉnh một cái giá trị gì đó của cái sản phẩm. Đây là một cái điểm rất là quan trọng. Khi mà các bạn áp dụng user story, nó sẽ khắc phục được những chuyện đó, và chúng ta sẽ đặt thứ tự ưu tiên phát triển phần mềm dựa trên user story để mà đảm bảo được những cái release, những cái spring release, nó đảm bảo được là nó hoàn thiện một cái trải nghiệm người dùng, nó hoàn thiện một cái hành trình người dùng. Cố gắng luyện tập về xây dựng user story để mà chúng ta có thể dễ dàng hơn trong công việc phát triển phần mềm. Hy vọng sẽ giúp được các bạn. Hai lúa chào các bạn. Chúc các bạn thành công.